thứ nhất là thay đổi định hướng của đội, định hướng hoạt động của đội hiện giờ. Tối thứ quá. Hai là thay đổi bộ mặt của đội. Sao tối quá. Thế bà tối quá, tối quá, tối anh nói tối quá. Sẽ thực hiện việc cần kiếp chấp hiện giờ, đó là gắn kết các thành viên trong đội. Bởi vì em tin là em có đủ khả năng, giống như em biết trong firm là em tin là em có đủ khả năng để có thể dẫn dắt đội sai bách phai trở thành đội sai không những vững về kỹ thuật mà còn giỏi về kinh tế. Đèn flash của bóc quá vậy. Thôi tắt đi được rồi, goodbye, goodbye.